Xây dựng Adam xin chào các bạn. Hôm nay, Adam có dịp quay lại thăm đứa con tinh thần của mình tại quận Bình Thạnh. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tầng trệt và hai lầu. Cùng Adam tham quan ngay nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Theo dõi Adam để xem tiếp các hoạt động của Adam nhé.